Đây này, lúc nãy về theo chó nó ngửi thì nó ngửi nó đánh ở trong cái hầm trong đây nhá. Bây giờ anh em về đang bắt đầu ngồi. Cái chỗ nó mồi vào đây ác lắm. Khó mà nhai đấy mọi người ạ. Tí nữa thì kéo con vứa chạy về lên. Đấy đấy, để đào thuộc sào beng sẻng để xúc. Thôi chó nó ngửi vào trong cái hang đây này. Vào trong cái kẽ kia, nó có một cái kẽ trong kia. Thế nó moi ở trong đấy. Chào tất cả anh em nhá. Thì hôm nọ anh em tôi cũng đi bấy cái lồng rắn đấy, thì không biết cái con gì nó chui vào trong cái hang ấy. Thì cũng được khoảng một tháng rồi đấy. Thì hôm nay anh em tôi mới bắt đầu đi thăm. Bây giờ mới bắt đầu đi này. Không biết là nó ra hay là thế nào, hay là chưa ra. Thì cũng lâu lâu, khoảng một tháng rồi. Lần trước thì anh em cũng có đi xem qua nhưng mà không thấy nó ra. Hôm nay lại tiếp tục đi xem đây. Không biết là con gì nữa. Rồi đấy, về thấy chỗ chó nó mòi, nó đánh cũng ác lắm. Vâng. Với đàn chó này làm hăng quá đi. Thế là anh em mới đặt bẫy ở đấy. Chọc cái cây thì nó vào sâu. Nó vào khoảng mấy mét cơ. Lỗ thì nó bé. Nên anh em quyết định lấy cái lồng này bày rắn đi chặt ở trước cửa hang. Chỗ kia bị nở rồi, nó phủ. Kìa, mới vậy. Cái vách đá. Ờ, nghe. Bị nở. Đấy. Anh em đánh ở khu trên kia kìa. Mập rất là hăng. Bị tiên phong rồi. Đâu đó. Nó đi theo mình quen rồi. Quen. Đây, rồi phát hiện nào. Cái hàng lần trước anh em moi không được, cuối cùng phải đặt lồng. À rồi, em ơi, đây rồi, đây rồi. Ơi nói. Trên nào, trên nào. Chặn đại tướng luôn. Trời ơi, đầy một lồng nhé. Chật lồng luôn. Thế nào? Rồi. Trên bảo sao mẹ chó nó đánh ác thế. Ui giời ơi. Ác thế nhỉ. Lô này. Đội hẳn cái lồng lên mà em. Ui giời, con này kiểu kéo hơn Yến Lai. Ồ đấy, con này. Thầy chật cái lồng này không ấy. Không phải đơn đơn giản. Trên mà sao mẹ cứ cho nó cứ thế nó mồi. Ôi, nặng đấy. Nặng đấy. Từ từ đã, nặng lắm. Phải hai tay. Mày. Ôi dồi, nó vào đây nó cũng chủ cho này em ơi. Xuất cả đầu. Lấy cho ra sáng đi xem. Vâng, đúng rồi. Lấy cho. Cho mọi người xem rõ ràng. Cho ra ngoài cho anh em xem nhá. Đấy. Nhìn nó bỏ được trước sau ghẹ nó. Chó nó đánh ghê thế. Con Yến đấy. Kinh điển nhỉ. Xuống đây cho mọi người xem. Cho sáng nhá. Ôi, đừng đớp vào tay tao. Ra, hạt bãi cát đi em. Vâng. Ơi. Mập. Dính nhắn khủng rồi. Trời ơi. Kinh điển nhỉ. Ê mập. Ê. Chính tỏ nó vào nó cũng chỗ cho cái mẹ cái đầu. Sướt đi đấy em ạ. Vâng. Nó đòi ra mà. Kiểu chất lồng luôn. Cười. Đại tướng luôn. Đấy mà nó cuộn trong lồng.
À, ừ. Đây, mi, đây, đây, đây. Ôi, ôi. Ây da, cái này mình không làm chắc chắn phá lồng nha. Phá lồng luôn. Ôi, 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 ôi. Mi cũng nhận à. Ấy, ấy, mi, ấy. Sợ à? Sợ à? Ôi, ôi, ôi. Ui. Như. Ui. Đấy mập đấy. Lấy 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 con dao đây, anh cứ. Vâng, anh cứ đây. Cắt cắt dây. Ai xà. À. Ui giời, thổi ghê thế. Đấy. Lần trước cứ thấy chó đánh ác thế mà. Về cứ mẹ bảo sao mẹ chó nó đánh ghê thế. Đó đấy còn tưởng cầy cơ anh Quỳnh nhỉ. Ừ. Ừ. Mi sợ à mi. À. Lồng này á cầy hay chuột vào là dính hết mà. Ừ. Còn lâu mới ra được. Không ra được đâu. Chẳng có đường vào. Ôi, ôi. Ôi. Mẹ cái đứa chuột này cái gì. Ôi, mi đây. Ôi. Ôi, dạ, dạ, dạ. Nó cứ hướng theo máy quay rồi. Mình chạy đâu nó hướng theo. Nó. Nó chưa mổ máy. Ôi, ôi. Mi này, dành cho mi này. Nó không đánh chó mà đi đánh người luôn. Mày. Nó mổ mạnh kìa. Ôi. Con mì. Ôi. Đây. Mập. Ôi. Mập đây này. Quay sang đây quay chỗ em. Anh em ai có nhu cầu nha mua chó săn nhá thì cứ alo cho mình nhường lại cho cái con chó mẹ này, Mi đây. Vì bây giờ nhà mình nói chung là nó nhiều chó quá đi rồi. Nhà mình hiện tại bây giờ đang có 8 con cơ, nó đông quá. Trên nó ăn nhiều quá đi. Trên bây giờ mình cần bán bớt con Mi này đi cho anh em ai có nhu cầu mua chó về đuổi rắn này, đuổi rắn cầy kiếc các loại luôn. Đấy. Ừ. Anh em ai có nhu cầu thì cứ alo cho mình qua số điện thoại 0357300705. Đấy, các bác xem các video cũ của anh em thì thấy con Mi này nó đuổi các kiểu như rúi này, rắn hổ mang này, rồi là cầy này, rồi cả cái chăn này. Nó đều đuổi hết. Nói chung là gặp con gì là nó đuổi con đấy luôn. Rừng nó cũng chiến hết. Rừng cũng chiến. Với lại con này đẻ nha. Mỗi lần đẻ ra 6 con liền. Như các bác xem video cũ của anh em thấy nó đẻ 6 con rất là đẹp. Mà xong con này nó nếu mà để nó một lúc nó béo lên to lên nha các bác nha, nó phải vào tầm 22, 23 cân. Đấy.
Thì nhà bây giờ kiểu nó cũng đông quá rồi các bác ạ. Các bác cũng biết đấy. cái lượng nó ăn thì phải kinh khủng luôn rồi. Đúng rồi. Trên bây giờ phải bán bớt đi thôi. Tám con thì quá ác. Không là phải chết đói với nó ấy. Mỗi lần nấu nồi cơm to đùng ấy. Alo. Mình thì mình ăn một tí thôi, còn bao nhiêu là nó cho chó chiến hết luôn. Đấy, nhà người không mấy, chó một đống. Tháng 3 ngày 8 là về. Ơi á, đớp cả người à? Chơi, chơi nào. Anh á, ui, nó đớp mạnh. Thủng cái ủng đấy nhá, anh Quỳnh nhá, ủng mềm, thủng đấy. Ok, ủng này, ủng cứng. Ây à. Chơi. Còn bây giờ chắc anh em mình thả nó đi nhỉ. Xong là cũng thả xong cũng về muộn rồi. Các bác nhớ đăng ký kênh Nhịp Sống Đông Bắc để ủng hộ anh em tôi nhé. Nhớ nhấn chuông để nhận các video mới nhất. Chào và hẹn gặp lại các bác nhá. Xin chào. Thì bây giờ anh em tôi sẽ thả nó lên cái chỗ rừng lên này. Cái rừng này, vì cái rừng đây là nó cũng chắc là nó ở đây lâu rồi, thì nó mới có cái hang đấy. Thì anh em tôi cũng thả luôn ở ngay gần đấy thôi đấy. Cho nó lên cái rừng này. Thôi, chào tất cả anh em nhá.